Chào mọi người nha. Hiện tại thì em đang có mặt tại mộ cụ Năm Vũ Linh. Thì trước là đến đây thắp hương với cầu nguyện cụ Năm. Sau là nghe cái ngoài ông Hoa Viên có một cái đám tang chuẩn bị đưa vào đây để mà lo tán của chính bạn. Thì cũng gần mộ cụ Năm luôn. Từ chỗ mà đã lo tán lại gần mộ cụ Năm cũng không có xa mọi người. Thì bây giờ thông trang nó như thế nào thì xin mời cô chú anh chị các bạn theo em di chuyển ra ngoài cổng nghĩa trang nha. Giờ thì anh em di chuyển xuống cái lò thiêu cho mọi người, thì có cái đám tang di chuyển xuống nè. Thì nếu mà đám tang chôn thì sẽ đậu xe lại thắp hương cho đình trình, còn đám tang mà đi thiêu là sẽ di chuyển thẳng luôn, tại đi thiêu mà không có thắp nhang. Một ngày ở Hoa Viên này thì em biết có mặt ở đây, theo em có mặt ở đây thì một ngày an táng chôn với thiêu ở trên 10 đám á. Tại vì lúc mà em ở đây thì lúc mà mình chưa quay video nhiều về đám tang á, thì thấy có thể là nếu mà thiêu với chôn luôn có thể 10 đám. Nhiều quá. Nhiều. Đó, giờ thấy không, bẻo lò thiêu rồi, thấy không mọi người? Nào, vô lò thiêu nào. Đúng rồi, xe người thân. Ở đây buổi sáng này thiêu nhiều quá ta. Cái xe đậu. Đây, xe đang quẹo vô nè mọi người ha. Xe di chuyển xuống rồi mọi người. Để chuẩn bị đưa cái xe nâng để mà ghim nó quen xuống. Xung quanh đây thì có một cái đám mới vừa làm lễ xong. Đây cũng mới vừa có đám mới làm lễ xong á, mới vừa đem quả thiêu á. Đang di chuyển cái áo quan xuống nè mọi người. Đưa vào làm lễ rồi mọi người ha. Mình nhìn lên cái màn hình đó, mình zoom lại mọi người xem, màn hình là đang đưa cái áo quan lên cái nâng á, cái bàn nâng, cái chỗ bàn thờ đó mọi người thấy không? Đó. Để đó để mà làm lễ xong rồi chút xíu nữa thì mới hạ xuống. Ở đây thì buổi sáng đây thì cũng có một cái đám đến đây mọi người để mà an táng người thân thì rất là nhiều sự lựa chọn, chôn nè, thiêu nè. Thì buổi sáng đây thì cũng có một đám mới vừa thiêu xong, xe đậu bên đó. Thiêu nhiều hơn chôn ha. Đúng rồi anh, thiêu nhiều hơn chôn. Ở đây thì nó mắc tiền á, mắc nên là người ta cũng chọn cái gối là nó vừa túi tiền. Đúng rồi. Zoom lại cái chỗ màn hình đó là anh sẽ thấy rõ là cái áo quan đang nằm trên đó, đúng không? Đúng. Cái áo quan đang nằm trong màn hình của cái chữ chạy chạy đó các bạn. Giỏi cho cốt. Đó là áo quan đang chuẩn bị di chuyển xuống nha. Đúng rồi. Chưa giờ phải làm lễ tụng kinh cái nữa. Tụng kinh xong rồi mới di chuyển xuống.
thiêu thì nhanh lẹ hơn. Đúng rồi. Thì chôn thì phải làm lễ, rồi phải hạ đậu tỳ xuống là phải hạ, rồi phải sử dụng cây. Còn cái này là đưa xuống là qua viên, tất cả trong đây là người trong qua viên. Còn cái kia là chạy hòm. Ở đây anh thấy hình như là có trong cái buổi mà để đi thiêu á, các anh thấy đó, anh thấy là hình như là tới có 3 xe rồi đó. Bây giờ 2 xe đang di chuyển ra. Đúng rồi, 2 xe. Một xe đang di chuyển ra. Còn bên kia cũng một xe, một xe nữa. Và kia thêm xe nữa khoảng. Kia thêm xe nữa. 3 xe. Đây là xe nó 4 xe nè. Xe đang chạy ra các tiên. Có một cái đám hồi nãy vừa mới thiêu xong á, rồi đi ra di chuyển ra. Đúng rồi, đúng rồi. Còn đám này là mới đưa lên thì cũng mới vô xuống thôi. Bây giờ đi xuống bỏ áo quan trên đó đi xuống ha. Đúng rồi anh. Chạy xuống. Còn trên cái màn hình của mình đang quay thì cũng có là đang làm một cái lễ. Để tụng kinh á, gần xuôi mấy đưa quan tài vô. Thôi giờ anh em mình di chuyển ra ngoài đi, rồi xem có còn cái đám nữa không ha, để quay cập nhật tiếp cho cô chú anh chị các bạn xem. Rồi, tại vì một ngày thì qua viên là rất là nhiều đám. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi, ok. Bây giờ mình di chuyển ra đây ha. Rồi, ok anh. Rồi, chào mọi người nha. Thì em cũng mới vừa quay xong cái đám tang ở Thiêu. Thì bây giờ thì tất cả video của em cũng sẽ kết thúc nha cô chú anh chị các bạn. Thì sẽ cập nhật những video tiếp theo, những cái đám tang ở trong qua viên này gửi đến cô chú anh chị các bạn. Sẽ có du linh. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào cái video sau. Bye bye.